Xin chào tất cả các bạn, mình là Quân, mình đến từ trường âm nhạc Adam Music. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề mà mình nghĩ là tất cả các bạn nào đang sử dụng giọng nói cũng như giọng hát của mình để phục vụ cho công việc thì có lẽ là các bạn sẽ rất quan tâm. Đó chính là sample, mẫu giọng của mình gửi cho khách hàng. Nói về sample, mẫu giọng thì có lẽ là các bạn làm trong lĩnh vực là voice talent, tức là sử dụng giọng nói của mình nhiều, thí dụ như là MC nè, hay là các diễn viên lồng tiếng, hay là các voice talent đọc cho các TVC quảng cáo, thì cái mẫu sample các bạn sẽ có rất nhiều. Nó sẽ vượt trội hơn về số lượng lẫn chất lượng, bởi vì công việc của các bạn đòi hỏi thì sẽ sử dụng sample nhiều hơn, thu âm nhiều hơn. Tuy nhiên là với lại các bạn là vocal talent, tức là sử dụng giọng hát và đặc biệt là các bạn nghệ sĩ, thì lại khá là ít có các bạn thu âm chuyên nghiệp. Bởi vì là các bạn sẽ là những cái người đi biểu diễn trực tiếp nhiều hơn là phải sử dụng một cái mẫu giọng nói để có thể chỉnh sửa lại. Thì chính vì như vậy cho nên đến khi mà khách hàng cần, hoặc là khi chúng ta cần show những cái giọng hát của chúng ta ra như thế nào, thì chúng ta lại không có một cái mẫu sample hoàn chỉnh. Và đây cũng chính là một cái rủi ro rất lớn đối với lại các bạn nghệ sĩ, các bạn vocal talent. Thì nếu các bạn triệt tiêu được cái rủi ro này một cách triệt để thì mình nghĩ là cái giá trị của bản thân các bạn sẽ được nâng cao, và đồng thời là các bạn cũng sẽ có phần trăm, tăng cái phần trăm cơ hội mình lấy được cái job đó từ khách hàng nhiều hơn. Thì sau một thời gian mình làm việc với lại rất nhiều các bạn voice talent và vocal talent thì mình nhận ra rằng đây chính là một cái yếu điểm mà các bạn talent đang bị nhiều nhất. Thì khi mà các bạn không có một cái mẫu sample giọng của mình một cách rõ ràng, hay và chỉnh chu, thì điều này nó sẽ tạo ra một cái sự khó khăn rất lớn, và đó cũng chính là một cái rào cản giúp cho cái việc tiếp cận giữa các bên khách hàng hoặc là các bên thứ ba đến với lại giọng hát của bạn và có thể book cái job đó cho bạn. Thì mình đồng ý là có thể các bạn sẽ có rất là nhiều video quay lại các bài các bạn biểu diễn ở trên sân khấu nè, trang phục thì lung linh, sân khấu là background là hoành tráng, vũ đạo nữa rất là tuyệt vời bắt mắt, nhưng mà điều quan trọng là cái chất lượng các bạn hầu hết được chúng ta đều quay lại bằng camera của điện thoại. Bây giờ thì bây giờ điện thoại chạy đua về chất lượng hình ảnh âm thanh đều rất nhiều, nhưng cái chú trọng vẫn là hình ảnh chứ không phải là âm thanh. Và cơ bản là cái microphone của một cái điện thoại nó không có được tối ưu hóa để có thể khử noise nè, loại bỏ tiếng ồn, hay là bắt được tất cả các tần số đầy đủ của giọng hát và âm nhạc. Đó là chưa kể đến các trường hợp là các sự cố, thí dụ như là về âm thanh trục trặc kỹ thuật, cái micro tiếng nó nhỏ hơn tiếng âm thanh nè, rồi tiếng môi trường xung quanh, tiếng noise, tiếng la ó, rồi có thể là có nhiều khi cái video clip đó được quay từ quá xa thì nó lại mang đến một cái hình ảnh kém, bởi vì là không thấy rõ bạn, rồi cũng không thấy rõ cái sân khấu như thế nào, và xung quanh lại rất là nhiều người khác và những tất cả những hình ảnh khác. Thì điều đó nó cũng ảnh hưởng phần nào đến cái việc mà một người thí dụ là một người booking event, hay là một người muốn mời bạn thu TVC, thì họ sẽ không hình dung ra được giọng hát như thế nào. Thì các bạn cũng như mình là người làm trong nghề về âm nhạc, cho nên mình có thể hiểu rõ được cái giọng hát của mình như thế nào, có thể hình dung ra sản phẩm ra sao. Nhưng đối với các nhà doanh nghiệp, đặc biệt là trong cái ngành âm nhạc này, thì không phải doanh nghiệp nào họ cũng có đủ cái kiến thức chuyên môn về âm nhạc, hoặc là cũng có thể đủ cái một cái tầm nhìn bao quát hình dung về cái sản phẩm đó với cái giọng hát của mình như thế nào. Vậy thì chúng ta bắt buộc phải có một cái sản phẩm sample nó chỉnh chu, nó không có thể không cần hoàn hảo, chỉ cần chỉnh chu và tốt, clear, rõ ràng để cho khách hàng có thể hình dung ra được giọng hát của bạn như thế nào. Và làm điều đó thì hoàn toàn không khó, nhưng mà mình lại thấy rất ít các bạn làm điều đó. Thì cái giải pháp là như thế nào? Giải pháp là các bạn đơn giản là chỉ chuẩn bị cho mình những cái nhạc playback, sau đó đến phòng thu và thu. Các bạn sẽ thấy là cái việc đi thu này nó rất tốn tiền. Thật ra nó không hề tốn tiền quá nhiều như các bạn nghĩ. Thì các bạn biết bây giờ là cái số lượng phòng thu, đặc biệt ở các thành phố lớn giống như là Hồ Chí Minh, thì số lượng phòng thu rất nhiều và giá cả rất là cạnh tranh. Đây chỉ là những cái sản phẩm sample, cho nên các bạn không cần phải là tôi đầu tư tiền tỷ, tiền triệu vào nó để mà có một cái sản phẩm thu âm thật là xuất sắc. Mình không cần thiết như vậy. Chúng ta chỉ cần tập hát bài đó thật tốt, lấy nhạc playback có trên mạng, thì các bạn có thể mua ở bất cứ đâu. Thì các bạn đừng lo về bản quyền, bởi vì đây là các bạn sử dụng sample để cho các bạn làm một cái mẫu, một cái ví dụ, chứ không phải là các bạn tung ra thành một cái sản phẩm trên thị trường mà có liên quan đến kinh doanh.
cho nên nó sẽ không bị đánh bản quyền đâu. Thì các bạn an tâm vấn đề đó. Các bạn có thể download các nhạc về rồi mình chỉ cần thu âm nửa bài thôi. Nếu là Quân thì Quân sẽ thu âm nửa bài sau, bởi vì nó rất là cao trào. Và nếu như các bạn đã tập bài đó tốt, có một sự chuẩn bị tốt, thì các bạn book phòng thu một tiếng đồng hồ, các bạn có thể quay được 6-7, các bạn có thể thu âm được 6-7 sample là chuyện bình thường. Và tất nhiên là chất lượng ở phòng thu thì nó sẽ rất tốt hơn so với việc là các bạn chỉ ghi âm lại bằng điện thoại. Vậy là vấn đề đã được giải quyết đúng không? Chúng ta chỉ tốn một số tiền rất nhỏ và bỏ một chút công ra luyện tập. Nếu như các bạn đã hát tốt thì quá tuyệt. Sau đó các bạn có những cái file thu âm đó, khi khách hàng cần chúng ta cứ gửi những cái sample đó qua ra, thế là cái khả năng mình được chọn job nó được tăng cao hơn rất nhiều. Bởi vì khách hàng đã hình dung rõ được giọng hát của bạn như thế nào, màu sắc ra sao, phù hợp với thể loại nào. Tất nhiên để được cái điều đó nữa thì các bạn cứ thu âm càng nhiều càng tốt, càng nhiều thể loại, càng nhiều bài hát càng tốt, thì các bạn sẽ show ra được cái năng lực của mình. Và cái sample này, theo như mình hồi nãy mình có nói, nó không phải là một cái sản phẩm để tung ra thị trường để đánh bóng tên tuổi các bạn, cho nên các bạn không cần có cái sự hoàn hảo tuyệt đối để mà đánh bóng tên tuổi các bạn. Vậy thì cũng có những giải pháp, nếu như các bạn không thích đến phòng thu thì các bạn có thể tự chuẩn bị cho mình một cái bộ thu âm bán chuyên nghiệp tại nhà. Mình thí dụ như là có một cái bộ đó là Scarlett 2E2 Studio, thì cái bộ này trên thị trường á là điện đang có bán rất là nhiều. Em mình cũng cầm trên tay một cái. Tất nhiên là video này không phải để bán hàng đâu nha. Tức là mình chỉ giới thiệu cho các bạn những cái giải pháp để mà các bạn có thể là có được những cái sample một cách đơn giản nhất, chỉnh chu nhất tại nhà. Nếu như các bạn không muốn đến phòng thu thì cái này nó sẽ dành cho việc kết nối với lại máy tính hoặc là laptop, thì nó sẽ có đầy đủ micro nè, một cái sao cạc và một cái headphone. Như vậy là quá đủ để cho các bạn có thể là thu âm được một cái bài sample hoàn chỉnh. Rồi, nếu như các bạn, trong trường hợp mà các bạn có một cái trường hợp là cái job rất là gấp ha, thí dụ là khách hàng gọi điện thoại tới, bạn ơi bạn thu cho mình mẫu cái demo này nha, tại vì khách hàng đang cần gấp. Vậy thì lúc đó chúng ta không có laptop, không có máy tính, không có gì hết, thì chúng ta vẫn có những cái sản phẩm khác. Tuy là nó không có đem đến một cái sự chuyên nghiệp giống như là một cái bộ studio hoàn chỉnh, nhưng mà đó là một giải pháp tối ưu, bởi vì sau khi cái kết quả mà các bạn thu được qua cái thiết bị này nó hoàn toàn rất sạch và các bạn có thể điều chỉnh một ít trên đó. Và đa số tất cả các bạn voice talent và vocal talent đã từng sử dụng sản phẩm này đều có thể đem cái sản phẩm đó làm sản phẩm chính thức. Đó chính là cái microphone PH130 mình đang cầm trên tay đây. Thì đây cũng là một cái sản phẩm mà Adam khuyến khích các bạn talent sử dụng rất là nhiều, bởi vì với cái sản phẩm này các bạn chỉ đơn giản là chỉ cần hai cái điện thoại di động hoặc là hai thiết bị có thể thu phát và kết nối với lại micro, thì các bạn có thể đã thu âm cái giọng hát của mình, thu âm ngay trên cái nhạc nền mình đã phát trên cái điện thoại ở bất kỳ đâu. Bởi vì cái này chúng ta chỉ cần sạc pin đầy là được rồi. Nó giống như là có tích hợp sẵn một cái sao cạc mini trong này vậy đó. Nên các bạn chỉ cần kết nối nó với lại hai cái điện thoại hoặc là hai cái thiết bị thu phát là xong. Như vậy thì chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề lớn nhất, đó chính là làm sao có được cái sample voice cho khách hàng một cách chỉnh chu và sạch sẽ nhất. Từ đó chúng ta có thể nâng cao được cái hình ảnh về bản thân, cái giá trị giọng hát, giọng nói của các bạn, cũng như là tăng cái phần trăm khả năng mình có thể lấy được cái job đó từ khách hàng nhiều hơn, đúng không? Ok, đây là một cái chia sẻ rất là ngắn gọn nhưng mà mình nghĩ rất là hữu ích cho tất cả các bạn đang sử dụng giọng nói và giọng hát của mình để đem vào ngành nghề của mình. Và như vậy thì trong cái giai đoạn hiện tại thì cái việc mà thu âm tại nhà nó còn hữu ích hơn nữa, tại vì hiện tại là dịch Covid vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cho nên việc hoạt động tại nhà cũng sẽ ok hơn, đúng không? Rồi, ok, và để kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì mình rất là mong các bạn có thể là bấm like cho cái video này và bấm subscribe kênh Adam Music để các bạn có thể chia sẻ và thấy được nhiều cái video hữu ích hơn cho sự nghiệp của các bạn. Và ngay ở dưới cái phần thông tin chia sẻ đó, mình có đề cập tới những cái đường link về khóa học, đường link về các bài website cũng như các bài viết rất là thú vị của Adam Music. Và mình nghĩ là có một cái phần mà mình đã từng làm video trước đây mà mình nghĩ các bạn cũng rất là thích, đó chính là nói về các câu chuyện xung quanh các ca khúc. Nếu là một voice talent hoặc là một vocal talent hoặc là một nghệ sĩ biểu diễn thì có lẽ là đứng trước
các bạn khán giả, quý vị khán giả thì chúng ta nếu biết được nhiều hơn những câu chuyện về những gì mà chúng ta sắp trình bày, sắp biểu diễn thì có lẽ điều đó sẽ phục vụ tốt cho các bạn hơn trong công việc của các bạn. Vậy thì các bạn có thể xem lại các đường link mà mình để ngay trong cái YouTube này để các bạn có thể nghe được nhiều hơn những cái câu chuyện mà các bạn có thể dùng nó để giao lưu với lại khán giả. Ok, và hy vọng là các bạn sẽ thích video clip này. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau nha. Chúc các bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ và năm mới an lành. Bye bye.